Dạ hello, xin chào ông bà cô chú và các bạn đang xem kênh video của Thắng Dương TV nha. Hiện tại con đang đứng chỗ cái chợ lớn, chợ Bình Tây đó, để mà đi mua đồ cho các em học sinh nha, ở trên vùng cao nha cô chú anh chị mình ơi. Thì chợ lớn rất là đẹp nha. Đây, hôm nay thì em đi với cô Huyền nha, thì mời mọi người cùng xem video với em nha mọi người. Đây đây chợ lớn cả nhà mình ơi, chợ này gọi là chợ Bình Tây, hồi xưa gọi là chợ lớn á. Chợ rất là nổi tiếng ha, rất là to đó. Thì giờ là em đang đi tìm những cái mặt hàng như cặp vỡ rồi ủng để coi nó rẻ hơn trên mạng hay không. Hôm nay đi cùng với cô Huyền nha. Đấy, đi cùng với cô Huyền xem coi là ở trong đây bán đồ rẻ hơn hơn ngoài không nha. Đi cô Huyền ơi. À, cặp sách đây nè. Em bên đây bán vải nha cô chú anh chị mình. Bên này thì bán ba lô nước ngoài nè. Bên đây có bán cặp học sinh nè. Đây. Ba lô rất là nhiều ha. Đây ba lô này cô chú anh chị mình. Đó, ba lô này học cấp 1 rồi nè. Đừng sách vở được. Cái này cũng có gì ha. Đẹp hơn nè, cái này đẹp hơn, chắc mắc tiền hơn. Như cái này thì bao nhiêu tiền cô? Cũng chung chung cả bao nhiêu tiền, con lấy cái loại đó nó ra lẹ, tại nó nhiều kiểu, nhiều giá tiền quá. Mình có tiền của mình bao nhiêu? Ví dụ vàng mấy chục trở lên ha, trăm mấy trở lên, đó là vậy. Thì từ thấp lên cao cô giới thiệu luôn đi, từ thấp lên cao. Đó là tại hỏi lần biết lần lấy. Dạ. Lẹ, biết không? Chứ dạ. Nhiều quá đâu. Kiểu cỡ cỡ này nè, đấy. Tại vì con lấy tầm học sinh cấp 1 thôi, lớp 1, lớp 2, lớp 3 muốn không? Cái này 90.000 nè. 90.000. Nó nhiều hình lắm, 90.000 nhiều hình lắm. Để cô lấy nha cô chú anh chị mà. Lấy số lượng vừa có bớt. Ở đây là bán giá sát cho cô để lấy luôn, mà bán giá thì giá bán cho cô. Đi từ thiện mà bán rẻ đi. Ví dụ lấy từ thiện thì cô bớt con lượng ngàn thôi, chứ đâu có bán được nhiều. Chợ sĩ mà nói giá này bán luôn đâu phải hả? Đây 90.000 nha cô chú anh chị mình. Đẹp lắm, nhiều hình lắm. Cái này trai gái xài được hết, có là vậy đó. Cái này có vẻ giống như thì giống như mầm non quá. Vậy mầm non. Mầm non là mấy nó nhỏ nhỏ thôi. Còn này đến lớp 1 lớp 2. Không nó ta lớp 1 đến lớp 5 đi thì có thấy cái kiểu cao cao một chút. Đi 1 với 5 xài luôn được không? À, lớp 1 lớp 5 xài được á. Thấy thì ba lô nó nhỏ mọi người, lên lớp 5 là nhiều học nhiều môn rồi, học nhiều môn là mình bỏ nhiều sách. Ở đây sạp này là của cô Vĩnh Hương đó cô hả? Rồi con quay lên luôn. Cái loại của cô đang tìm á, loại đó bao nhiêu tiền cô? Cái đó là 62.000. À 62.000. Để lấy cho con. Nhưng mà mấy cái cặp này thì chắc trăm mấy hả cô hả? Đúng rồi, cái đó trăm mấy nè. Trăm mấy cô? Cho nó 95. À 195. Tại vì trên TikTok nó cũng bán cái giá cái cặp này cho mọi người. Dạ. Yeah. Cặp này thì lớp 1, lớp 2, mầm non rồi đấy. Nhưng con tại vì lớp 5 là lên nhiều môn rồi cô. Không bự mà. Không để lát mình lấy cho con. Thì này mình coi đây, tiếp đi. Ý cô sao? Ý cô thích cái này hả? Không thì cái này để xem thử cái kia. Dạ cứ xem nhiều mẫu đi. Cái loại kia to hơn mà lại 62.000 thôi cô hả? Dạ, đúng rồi, to hơn mà cái đó là dạng đi chơi cũng được, đi học cũng được, mà không về hàng từ thiện người ta lấy cái đó đó nữa hả? Dạ.
dụ cô lấy khoảng số lượng khoảng bao nhiêu mà nào cô có lấy. Được thì cô cho địa chỉ đi, phải cho ví dụ cho ngày ví dụ mấy trăm trái để điện cơ sở này cái đó có sẵn rồi. Rồi. Dạ. Mời để xem em có mua được không bán. Thì đúng rồi thì chợ đi để coi lượng có lấy chứ. Cái ba lô này mà cao tiền không cô? Cái đó là 200 mấy một cái. À. Cái này hàng là kéo, cần kéo có bánh. À. Nói gì nè. À hiểu rồi, cô nói gì. Đúng rồi. Chạy hỏi cho biết. Không, tại vì coi cái hình siêu nhân á. À như mấy này nè. Loại này thì không màu mè nhưng mà nó lại rất là hấp tiền. Không lấy đâu, tại nó nhiều hình, nhiều kiểu. Nếu ấy thì tính em 60 á. Rồi. Còn cái này cô là xem đây. 90 ngàn. Có cái túi nhỏ nữa hả? Nó nhầm bộ, nhầm đợt, nó có phụ kiện, nó cho từ thiện á là cho chung luôn, như là 1 thành 2. Cái này thì giống như là đi học thêm mình bỏ vở đi học thêm được. Đó, cặp này thì con cặp này nó rẻ là con nghĩ là biết sao không cô, là cái chỗ này nè nó kém cái dây đeo á. Tại vì cái hàng này cho đi đi từ thiện, còn cái này là đang cái hàng này thì đang thịnh, còn hàng này hàng chỉ đi từ thiện thôi. Mỏng con không biết là con cái mấy cái dây này con sợ là nó dễ tuôn. Không có gì để ấy đâu, không có nát chắc mà đâu có mà muốn ấy để giá tài cho cô gom cho. Muốn lấy cái đó lấy tiền con. Còn không thì 50-50. Thứ này thứ kia cũng là học sinh nào mà ờ. Thì cái này lấy cái này cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái này cấp 4, cấp 5. Cái này người ta không về lấy nhiều lắm, hàng bạc không về lấy nhiều lắm. Mới sáng cũng mới giao đó. Nhầm cái nó có phụ kiện nó cho luôn, vẫn là một giá tiền. Đó là vậy. Mà nó được những cái là không có. Nhiều kiểu. Nhiều kiểu, nhiều màu. Tụi nó lấy mấy đứa bé nó hên xui, nó nhận được cái nào nó nhận tiền đó. Dạ. Mà nó được nhiều kiểu. Nó đi chơi nó nhiều áo. Dạ, đi rừng đi rẫy rồi đó. Đúng rồi, tụi nó đi chơi đi học nè, cái này có nè. Cái nào nặng là có. Dạ, cái này là hên xui. Nhưng mà giống như là cô phải như, giống như là 10 cái thì nó có khoảng 5 cái không? Đó, như cái này nó có phải không? Đó. Là được 2 cái nè. Tại vì nó vô nó làm một hàng như cái kho của nó chưa bán cái hàng này hên xui nó cũng có lựa được. Dạ. Là cũng đồng giá tiền luôn. Đó thì cô Hiền sao cô Hiền? Thì trong cái này trong cái kia đi, con nghĩ là vậy. Bây giờ cô bớt đi. Bán ở đây là bán giá sáng cho cô đi, à. Bớt đi lấy nhiều cái này bớt chỉ được 1 ngàn, này 62 tính cô 60 được đó. Rồi. Bán cái này là bán gói giá cho cô để cô đi chuẩn bị cô bán giá sáng thì cô bán được giá cho cô. Bớt giá chợ là cô bán cái này là giá chợ nè. Còn con bớt thì bớt được 1 ngàn, 2 ngàn. Còn cái này nói nó bớt xuống nhiều nó nói thấp, còn này con chỉ có giá thôi. 60 nhân 100 6 triệu. Còn cái này là 9. Cái này là 90. Rồi. Nhiều thôi à, cũng được bớt nhiều. 9 90. Đi hàng cho chỉ đi. 9 triệu là 15 triệu. Chưa lấy không? 15 triệu tiền cặp rồi đó. Thì mình chụp hình lại thôi, xin cái mẫu. Khi nào mà coi cho số điện thoại đi rồi có gì. Đây. Cái mẫu này nha mọi người. Cái mẫu này. Đây sơn thoại của cô đây. Em để lại cái số điện thoại của em đi, có gì tôi liên lạc hay là gì tôi mới biết. Được rồi. Em lấy cái này là tôi có ghi trong đây cái ba lô rồi hết rồi nè. Này. Giờ đấy để tôi chụp lại cái cho em tiện là tôi mới biết.
đọc cái số điện thoại của em đi. 077 471 3405. Em tên gì? Dạ rồi, em tên là Thắng. Bây giờ chỗ nào bán ủng cô? Dạ, ủng á, ủng ủng đi đi rừng đi rẫy á, đi rẫy á, ủng. Dây dép. Đây là số điện thoại của tôi nè, có gì điện số 43 Tinh Thủy. Rồi. Ví dụ em 743 đúng cô? Em nếu em lấy em phải chốt tại cái số lượng này phải điện báo người ta nhiều khi. Dạ rồi, con báo trước cô 3 ngày được không? Rồi. Rồi, 3 ngày ok cô. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi bây giờ đi tìm tiếp đi tìm tiếp cái gì ủng và sách vở. Thì như cô Huyền cô cũng chia sẻ hồi mới nãy đây, thì hiện tại ấy là em nhận được thông tin là cô Huyền thì cô không có chưa có sao cô. Thì đang nói dở. Lấy gì con đi cô. Cứ học vừa tập còn sẽ em bé đi. Học sinh nhá chị. Dạ. Cái loại đó là anh nhiêu chị? Cái này hả chị? Dạ. Cái này hay cái này? Dạ. Cái màu hồng này hả chị? Trong. Cái trong này hả chị? Để mua mấy cái? Không, chị họ nói giá đi em xem. Cái này là 250 chị ơi. Mua rồi từ thì em mua về rẻ thôi. Chứ mua nhiều mới ít đấy. Nhiều nhưng mà ý mua loại rẻ thôi. Mua giá bao nhiêu em đưa mẫu cho con. Giá bao nhiêu? Chắc có 100 đổi lại không có. Nếu 100 đổi lại thì là hàng Việt Nam hết. Hàng Việt Nam. Dạ. Thế thôi, chứ dạ. Học mấy em. Được thôi em lấy cho chị coi. 70-80 cũng có, nó cũng bự. 70-80 cái này. Bởi em mới nói chị mua sỉ hay lẻ là mua cái hàng thường mua sỉ á, mua mấy trăm cái á. Coi như Zalo được không? Hàng mẫu đẹp lắm. Sao? Coi như Zalo được không? Coi chị tế không có mẫu ở đây chị. Cái loại này thì bao nhiêu loại dưới này? Loại này nè, loại cọc ngang này. Là bao nhiêu tiền cô? Cọc ngang này là 100 mấy. 100 mấy hả? Dạ. Dạ, cô xem chứ, để cọc ngang nha mọi người. Cọc ngang là hồi đó phổ biến này. Đấy. Cọc ngang này là siêu nhân là phổ biến này. 100 mấy cô, chính xác là 100 mấy. Chứ cặp này là gọi là phổ biến này. Cái kia nó vừa đi chơi nó vừa đi học được. Đúng không? Cái này cũng chứ kia đâu có đi chơi được cô, nếu mà hình như vậy có đi chơi được. Nếu mà cô muốn đi chơi mà hàng bự thì cô phải lấy mấy cái này nè cô. Này cô phải lấy mấy cái này nè. Này cô, nếu mà cô đi chơi phải mua mấy cái này nè. Đó, vừa học vừa đi chơi thì được. Còn cái này cái này là mua đen quá, cái này là tin quá. Học sinh đi học đó. Mình không biết rồi. Nhưng mua cấp 1 thôi. Cái này thì bao nhiêu? Cái này hả cô? Cái này. Mình không tới 100 mấy rồi cô hỏi giá. 100 đổ lại thì chốt được. Chốt nhiều luôn. Cặp này ưa chuộng. Cái này là bây giờ người ta đi người ta kiểm tra tình hình. Dạ. Cái cặp khai khóa của mình còn làm không chính. Ông để là chị Lan hỏi là giá nhiêu để chị Lan biết chị Lan trả lời cho anh ta. Bữa nay giá bao nhiêu? Nhưng mà có tính sát sáng thì mấy cổ làm từ thiện á.
vậy hả? Em rồi rồi. 82.000. 82.000 hả? Bớt không cô? Là có 2.000, 84 bán 82.000. Lấy số điện thoại chụp mẫu lại đi. Dạ chụp đi. Chụp mẫu lấy số điện thoại. 82.000 này. Nếu mà ấy thì em gọi em đặt trước 3 ngày ha. Dạ không, nếu vậy phải cho anh trước 3 ngày rồi gặp người nào lấy thì phải báo trước. Không dạ. Thì em báo trước chị 3 ngày dạ, em thời dạ, chuyển dạ. Là tất cả mẫu hình hai quai này là đều 82.000. Đúng rồi, nó tốt là màu đỏ, màu hồng, màu xanh, 3 ngày. Dạ. Thì cô cho nó đồng đều nha. À, được rồi, con chụp được rồi cô. À, cô cho con cái cạc visit hay gì đi. Vâng. Đúng rồi. Cô có lưu số còn lại không? À, cô lưu thì cô lưu. 014, 015. Còn ghi là cặp ngang vào đây không mày gọi về mày gọi lộn á. Ghi cái tên tiệm người ta vào không tí về gọi lộn. Hôm nay gọi đặt hàng gọi lộn. Gọi sang kia mình không mua của ta ký. Ghi cặp học sinh hay quá hả? Ừ. Xong ghi tên tiệm vào. Có ở đây có tên tiệm rồi. Video mình coi lại cũng được. Có video mình coi lại cũng được. Quá quý rồi. 077 077 471 3405 3405 con tên Thắng. 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 Rồi cứ nhá dạ rồi con nhá đi. Dạ. Thôi mình đi tiếp. Mình coi vài chỗ nữa. Ở đây cô. Đi tiếp cả nhà mình. Cái này cô hỏi này. Cái này nó là bự hơn đấy. Cái này kéo à? À cái này kéo không được. Kéo thì mất tiền hơn. Bắt đầu cái khu vực dép ủng. Vậy là có một mẫu giá 80 thôi có không? À. Mua được thì mua được thì thôi. Thôi thì định cả giá cỡ nhiêu được đi, con lấy cho hàng cái này 85.000. Ý là cô ấy hàng rẻ nữa, con lấy cho hàng rẻ nữa mà. Con có rồi hàng mấy 85.000. Nước sôi. Tấm 5.000 á. Nước sôi. Cao quá. Không có đủ tiền. Giá 72.000 cũng có. Để coi cái mẫu còn mẫu nào tương đồng đi, tương bằng đồng. Năm mấy ngàn lấy năm cũng chẳng có cân, năm mấy ngàn. Cô muốn coi hàng năm mấy ngàn. Rồi cấp 1 đó nha, đừng đưa mẫu giáo. Cấp 1. Ừ, đó. Cái này lớp 1 rồi. Cái này lớp 1 rồi. Lớp 1, lớp 2 rồi. Nhỏ. Nhỏ đâu, có phun nào phun bự. Lấy cái 72 ngàn cho cô coi thử luôn, cô chịu không? Qua đây một con 30.000 chắc thôi. Vâng, mua giày đi. Đi vâng. Đó,
Không, chỉ là chân đàn ông mà tôi làm to con, mình mua càng to. Cái đó bao nhiêu em? Một, dạ mua mua từ thiện. Mấy giá sỉ vào. Giá sỉ cho con là 58 ngàn. Nhưng mà cái loại nào chị? Loại bộ đội á. Loại này á. Con nhà Tân đây. À được rồi, được rồi. Con khui ra xem. Ship mọi tỉnh thành không? Em mua nhiều rồi, có ship là mọi tỉnh thành không? Ví dụ như 100, 150, 200. Hả? Mỏng quá nha. Mỏng. Ừ, có đổ hết rồi. Đây là ép vô trong đó là mỏng. Cái loại này là loại mỏng mà em lại dành không có không? Mỏng quá mọi người. Cô lấy hết ra luôn, trời coi cái đế mà. Nó mỏng quá thì nó ủng eo quá. Không xem mấy cái đế, xem cái đế thì em nhét rồi xem. Mỏng đúng không cô? Mỏng eo quá, ui nè mọi người nè. Bởi ta nhét ấy vào bằng này. Đi đạp con đá cũng rách cũng thế. Cái loại này thì sao nó có dày đế hơn không? Nó cũng đế giống vậy luôn á. Vậy thôi. Đế là đế vàng này sao? Đế vàng hả? Không có hàng hả? Đế vàng này cứng này nhưng mà không có hàng. Như đế vàng này bán là nhiêu đôi cô bà? 58 à, có xem cái đôi này xem. Cứng nhưng mà trong mấy đôi bị lông ấy, cái đôi kia cũng cứng, bóp cứng rồi nhưng mà gỡ bên lông nó mềm. Cái đế đó chứ nào. Có cầm em. Bằng mà con, giống nhau mà. Lúc mà gỡ ra mới mấy. Không, đế này nó cứng hơn. Nó là một ruột mà. Không. Bằng giá nhau mà. Không, cái này nó khác à. Thì ta nhắc cứng cho thôi. Tôi thử bỏ đi lâu ra là tôi thấy cả. Vâng. Đó, là một đấy, là một hết đấy. Cái này với một thứ à. Đó. Coi. Anh mua đế nó có cứng không? Cứng chứ, cứng. Cứng cái loại đế cứng. Cái này gì đấy con? Đổ mà rất là rẻ nhưng mà nó phải cứng mọi người. Hai phút. Tại trong người ta nhét bọc vải lông nó cứng quá. Chỗ đó chiên nhờ là hết rồi. Đi kiếm tiếp ổng nha mọi người. Chờ em và cô lên lầu nha mọi người. Lên lầu để mà tìm sách vở nha. Đây, không biết sách vở nằm cái khu vực nào nữa. Đây đồ trẻ con. Đồ em bé. Không biết chưa. À thầy. Ừ.
đây là mì phẩm, đây là mì phẩm. Đây là món tập hóa rồi. Đây con này. À bên đây cũng có hả? Tập ở đây bán giá sỉ sao cô? 4.800. 4.800 một quyển hả? Ừ, gấp 48.000. 48.000. Ừ. Này 5.800. À. 200 có cả vấn đề đó. Vâng. Đây cái rẻ hơn. Không rẻ hơn là giấy ấy. 200 phần vấn đề đó. Để tính ra. Cái chiều 6. Cái này là 4.800. Cái này 5.800 này 4.800. 4.800. 4.800 là 1 lốc. Mười là lốc, mà là 4.800. Chính chiều 6. Trong bao nhiêu? Chính chiều 6. 48.000 6 triệu này 200 25 triệu. Anh tính tiền có tiền thấy. Tính đã. Rồi. Rồi hết 26 27 triệu. Rồi. Rồi khách nó tập hả? Tập nó tập hết. Rồi. Rồi. Đây là không viết lấy viết thức hồng á, thức hồng hồng mà con nít hay học cấp 1 hay học á, viết màu hồng hồng ấy. Viết cái mini là ta cũng cho nè, viết điện tử là cũng cho nè, ăn thua em mà cho cái nào, viết điện tử này ta cũng cho nè. Không cái viết mà bực nước đó hả? Con xem nè. À, cái viết cái này hả? Không mà màu tím ấy. Thì màu tím. Cái màu này phải không nhỉ? Cái màu tím tím đó kìa, đấy. Đấy à, hay con xem cái màu đó. Mắt à? À. Cái màu tím tím này. Học sinh cấp 1 bạn viết cái này, viết bi này thì nó bị bể chữ. Đúng rồi. Đấy. Bạn viết cái loại này thôi hoặc là cái này cho nhiều. À cái loại này đúng rồi, loại này. Ừ. Cái loại này là này bao nhiêu một lốc? Cái này có 1.000 mấy cây à. Một lốc là 10 cây, 12 cây. Lốc 12 cây. 12.000. 12.000. 15.000 đi. 12.000 ngoài trong. 16.000 chia 12.000 16.000 một lốc. 16.000. Mỗi đứa là cho một lốc với lại một. Không, một lốc là nhiều quá. Cho mỗi đứa là 5 cây thì là 3 cây gì thôi chứ. Chứ mà nhiều lắm đấy. Lốc là 12 cây. Chứ mình mua 100 lốc. Mình mua 100 chia làm 2. Rồi vâng. 200. Bút chì nữa. Người thôi người kia đấy. Nhiều tiền đấy. Bút chì tẩy vâng. Nhiều đấy. Bút chì cũng rẻ. Chưa tính quà đấy. Quà là cô đâu có tài trợ. Quà là mình phải đi mua. Chi xét lại. Từ từ. Còn này lốc 16.000. Chị tẩy rồi
có ly gươm không? Thích cái tẩy không? Thôi tẩy khỏi đi, tẩy tự mua đi. Tẩy tự mua đi. Tẩy mua. Không, công ty chị nó cũng có tẩy rồi. Mua thước không? Mua thước, mua thước đi. Thước ngàn mua ba, cái đồ gọt bụ. Mua cái đồ gọt bút nữa. Mua không? Hay con phải mua đồ gọt bút đấy nè. Thước thì mua cái loại dẻo dẻo ấy, nước dẻo dẻo, loại này cầm lên cũng gãy nè, mình không, cầm. Ta cũng cho. Cái chó kia là tới 2.000 luôn. Cái nào? Cái dẻo dẻo. Cho nhiều nè. Ừ. 2.000 á. Ừ. Còn này ta cho nè. Cái đó là ta cho nhiều. Ê, còn cô ra đây góc, ra góc tính tiền ra. Nè, đi ra qua đây. Ra đây tính tiền nè. Riêng con, riêng con thấy, con thấy trên 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 mạng á, vỡ có 33.000 thôi. Mà đi nó là 4 mấy ngàn. Ừ, 4 mấy ngàn. Rồi nếu mà mua trên tiền ship thì bao nhiêu hết. Nếu mà thấy tiền ship bao nhiêu hết thì như đây thì mình cũng phải ship. Mua đây thì mình cũng phải ship, người ta giao tới Sài Gòn cho mình thôi, mình cũng phải ship. Còn bên kia mình trần trên đấy luôn, trần nhà anh Thành luôn. Trần, với lại là thước này kia thì để tính xem. Nó có tập thì nó sẽ có thước. Vâng, rồi bây giờ trước mắt là cặp là được rồi, cặp thôi. Vỏ sách vỏ thì ok. Cũng để mua trên mạng để giao tới nhà anh Thình luôn. Ở đây mình cũng phải ra chở, rồi mình cũng phải tính tiền ship cao. Tí nữa cô thế thì cái đó mới biết mua trên mua đây thôi, chỉ có 2 chỗ rồi, cặp nào thì gọi cho thôi, mua cái loại của cô kia 8 mấy ngàn, 82.000 thấy. Cặp ngang đấy là thấy được với cô. Rồi bây giờ mình đi về cô hả? Mình đi về thôi, xong rồi. Ra hỏi phỏng vấn cô tí nữa. Thì tí nữa cô ký cho con hỏi cô thì con trả lời. Thì xin chào tất cả mọi người, thì em muốn thống kê thông báo cho mọi người biết là đã có những người cô chú anh chị đang ủng hộ là có chị Phương đang ủng hộ 10 triệu và có còn 10 triệu và có nhiều cô chú cũng đang tính, dự tính ủng hộ, nhưng mà có chị Phương ủng hộ 10 triệu và chị Samsung hả? Chị Samsung. Để em coi là chị tên gì đây nha mọi người. Samsung. Ủng hộ là 15 triệu. Là 25 triệu rồi cả nhà mình. Nhưng hiện tại đó mua đồ á là nó dao động là mua đồ không cho các em học sinh là 200 phần thôi, mỗi thứ 200 phần đó là nó dao động là tới 40 mấy triệu rồi. Cặp á là cặp như mọi người nghe đó là 82.000 một cái, cặp là 82.000 một cái, 82 nhân cho 200 là 16.400.000, là mình cho tiền ship, cho tính tiền ship cho cả nhà mình nha. Rồi vỡ mình đặt mình mua trên mạng nhưng cho 200 là 6.700.000, chưa tính tiền ship là cho 7.000.000 đi. Rồi bút thước kẻ viết rồi đó là chưa tính nữa nè. Rồi ủng 85 nhân 200 đó là 17.000.000 nữa. Đó là chưa tính cái phần quà cả nhà mình. Cô Huyền ấy thì cô cũng đã làm từ thiện đợt trước rồi, thì cũng 200 phần ấy, phần quà đó là cô Huyền cũng là tiền tính ra được là 32.000.000 nữa, tiền phần quà là 163.000 một phần đó của nhà đó. Thì đấy 33.000.000 đấy, tính
cô Huyền. Rồi gặp một cái sự cố nữa là có đồ cũ luôn, từ một cái chú ở Vũng Tàu, bây giờ là chú có 60-65 bao đồ cũ, nhưng bây giờ không có tiền, không có cần một cái người tài trợ tiền tiền vận chuyển, tiền xe gửi lên đó là 10 triệu mấy đó cả nhà. Đó tôi có nghĩa là thuê một chiếc xe tải chở từ Vũng Tàu thẳng lên trên Gia Lai luôn là tiền ship, tại vì mọi người tính đi cô Huyền có gửi từng bao á, thì cô Huyền bảo là một bao như vậy đó 200.000 một bao cho cái xe khách đó, bao thì 2-300 cũng có đấy đó, thì nó gửi xe khách như vậy thì rất là cao, cho nên đây số lượng lớn, cũng như là cái chú đó cũng phát tâm, chú cũng chia sẻ rất là thật lòng là không có phương tiện chở và là không có điều kiện, nhưng mà có rất, chú đã làm từ thiện từ trước giờ chú không ngưng này rồi, nhưng mà đồ cũ thì rất là nhiều, dao động là 60-50 bao rồi mọi người. Em đã coi trực tiếp rồi nhưng mà cũng không đưa lên đây hình ảnh kịp cho cô chú anh chị mình xem được, xem kịp đó. Đó thì những lời em chia sẻ ở đây, thì có gì nếu mà mọi người còn thắc mắc cái gì đó chi tiết hơn thì em sẽ like trực tiếp để mọi người hỏi, và cũng em sẽ nói về vấn đề này cho cô chú anh chị mình hiểu luôn. Đó thì trước mắt thì có chị cũng muốn là ủng hộ là 23 triệu rồi, 23 triệu rồi, và cũng có người là ủng hộ là 25 triệu rồi, nhưng mà chỉ mà mới là nói thôi, nhưng mà em chưa có nhận đó. Tất nhiên là khi nào em nhận thì em cũng báo cho mọi người tin vui đó. Trước mắt thì em nhận như vậy, thì cũng hẹn mọi người một cái clip khác trực tiếp của tối nay. Đây con chú anh chị mình ơi.